Dạ, xin chào các bạn. Thì trong cái clip lần này mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mặt đồng hồ thời gian thực hay còn gọi là đồng hồ RTC đó. Thì ở đây mình vẫn sẽ sử dụng con BIT16F887 và ở đây con RTC của mình là con DS1307. Nó sẽ hiển thị lên thời gian lên cái màn hình LED bảy đoạn này. Đó, thì các bạn có thể xem cái mặt trước của cái mặt đồng hồ này và đây là mặt sau của nó. Rồi thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho cái bo này. Nguồn này cũng sẽ vẫn là nguồn 5V và 1A. Các bạn có thể thấy hiện tại thời gian này. Bây giờ mình giả sử như là mình cài đặt thời gian cho nó đi. Cài đặt thì mình nhấn cái nút này này. Đó. Nó sẽ hiển thị lên cái nút set này, viết tắt của setting đó. Thì mình nhấn cái nút bên này để mình cài đặt giờ cho nó, ví dụ như là 12 giờ, tiếp theo là phút. Ở đây mình có thể nhấn từng cái hoặc là nhấn và giữ luôn cho nó tự động nó tăng lên đó, 12 giờ 16 phút này. Rồi sau khi xong thì mình nhấn OK đó, thì lúc này mình đã cài đặt xong rồi nè. Ở đây là đang hiển thị là giờ và phút, mình muốn xem giây thì mình sẽ nhấn cái nút này đó, mình nhấn này. Lúc này màn hình nó sẽ hiển thị phút và giây cho chúng ta. Ở đây cái loa này là loa báo, ví dụ như là lúc 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì nó sẽ kêu lên cho bạn. Rồi thì như mình đã nói, cái đồng hồ này là đồng hồ thời gian thực hay là RTC, thì nó sẽ có chức năng là lưu lại thời gian cho bạn. Khi bị mất cái nguồn 5V này, nó sẽ sử dụng cái nguồn pin này để nó nuôi cái con DS1307 này cho bạn. Đó. Cho nên các bạn có thể yên tâm. Ví dụ như nha, mình giả sử như bị mất điện này, mình rút nó ra. Đó, 12 giờ 16. Ví dụ như mình để 4 phút nữa, mình cấp điện lại cho nó thì nó sẽ là lúc đấy là 12 giờ 20. Tuy nhiên thì bây giờ mình thử cấp lại cho nó này. Đó, đồng hồ. Đó, 16 nó vẫn tiếp tục chạy thôi. 16 bây giờ nó thành 17. Đó. Rồi thì đó là một cái demo ngắn về cái sản phẩm này. Nếu mà bạn có nhu cầu muốn đặt mình làm cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với mình qua cái email ở trên màn hình này nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.